Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua 23 tháng 9, tại khu vực ngõ 66 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Bé trai 10 tuổi đã bị tấm tôn trên một chiếc xe xích lô đỗ ở bên đường cứa vào cổ và tử vong trên đường đi đến bệnh viện cấp cứu. Ghi nhận của nhóm phóng viên Cuộc Sống 24 giờ. Hơn 5 giờ sau vụ tai nạn thương tâm, tại ngõ 66 đường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chỉ còn lại những vũng máu. Nhưng đứa trẻ vẫn vô tư đạp xe đi lại qua khu vực tai nạn. Chỉ có những người chứng kiến thì vẫn còn bị ám ảnh. Cồng kềnh, em thấy là cái xe đấy hơi cồng kềnh. Chỉ có cái đầu trên mũi đầu tôn ở phía đầu này thì có bọc vải thôi. Chứ còn đằng sau này thì không. Thì mà mấy em bé đấy là đâm vào cái từ cái đằng sau ấy luôn. Cách đó vài trăm mét, tại gia đình nạn nhân, không khí tan thương vẫn bao trùm. Tất cả người thân, hàng xóm cũng đã có mặt. Họ ngồi lại và kể cho nhau nghe về vụ tai nạn thương tâm. Về chiếc xe xích lô gây tai nạn, tất cả đều chưa hết bàng hoàng vì những chiếc xe chở vật liệu cồng kềnh hàng ngày họ vẫn thấy, thì ngày hôm nay nó lại chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của con, của cháu họ. Hôm qua cái việc này chúng tôi rất là mong muốn là các cơ quan chức năng cũng như là bám sát vào những cái việc này, có những cái để cảnh báo hoặc là những cái khi vận chuyển những hàng cồng kềnh này thì cũng nên là có một cái sự cảnh báo và có cái trách nhiệm thêm. Trước đó vào khoảng 15 giờ chiều ngày 23 tháng 9, tại khu vực gần ngõ 66 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Bé Trần Minh Hùng đi xe đạp cùng một nhóm bạn theo hướng Giải Phóng, Đền Lừ. Đến khu vực trên, bé đã bất ngờ đâm vào một chiếc xe xích lô chở tấm tôn dài đang dừng đỗ trên đường. Vụ việc khiến bé bị tôn cứa vào cổ, tử vong trên đường đi cấp cứu. Tình trạng xe xích lô, xe ba gác chở vật liệu xây dựng, hàng cồng kềnh là hình ảnh quá quen thuộc tại các khu đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cái chết thương tâm của đứa trẻ vô tội gần như là một hồi chuông cảnh tỉnh để lực lượng chức năng không bỏ lọt vi phạm.